Xin thân ái gửi lời chào Tản Ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục trở lại với quý vị với chương trình làm đẹp của công ty mỹ phẩm Forever Beaumont. Chương trình ngày hôm nay có Nam Phong và Ngọc Nhi. Gửi lời chào đến Ngọc Nhi. Mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Kính chào quý vị và chào Nam Phong. Và thưa quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm rất là độc đáo. Và cái sản phẩm này ngoài cái vấn đề mà nó làm đẹp, nó còn có cái tác dụng bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Nhưng mà trước khi mà chúng tôi nhường lời cho Ngọc Nhi nói về cái sản phẩm đó, thì tôi mới vừa được nghe một cái tin, nó phải nói rằng là một cái tin hết sức là độc đáo. Cô có muốn nghe không? Em nghĩ là anh phá em cái gì đây nè. Thôi lỡ nói đại đi quý vị ơi. Đúng không? Giờ cản không được rồi. Cái tin này là một cái tin giật gân cô. Tin mà cô nghe tôi bảo đảm là cô sẽ giật mình. Rồi anh nói đi. Mà từ cái giật mình cô qua bực mình nó đi dễ lắm. Hay là tin em lấy chồng? Chỉ có đó là giật gân thôi. Có một vị thính giả gọi cho tôi, không biết làm sao có số phone của tôi. Gọi cho tôi, nữ thính giả. Chắc là còn trẻ lắm đây. Thì tôi mạn phép tôi giấu tên ở đây. Thì cô ấy mới nói tên xong, cô ấy mới hỏi và một hồi nói chuyện một hồi thì cô ấy mới nói là em hỏi anh cái này được không? Thì tôi mới nói được. Thì cô ấy mới hỏi rằng là anh ơi, anh có phải là cháu của cô Ngọc Nhi không? Trời ơi, ác thiệt là ác. Thì tôi nghẹn ngào, tôi không biết trả lời làm sao. Cho nên tôi nói dạ không phải, tôi chỉ là cái người làm việc chung với lại chị Ngọc Nhi thôi. Ông nghĩ sao mà ông không cháu tôi, ông nào ông ác thì quý vị. Không, cái đó người ta hỏi sao thì tôi nói vậy. Bây giờ cái tôi này đâu có... là ông trả thù 10 năm chưa muộn, thôi kệ, chấp nhận thôi cũng được. Có chứ là ông nói em già đó, thôi kệ nó. Nhưng mà em nói nghe nè, em có tinh bột nghệ đen rồi. Thì em uống vào liên tục trong vòng một tháng tới là em sẽ trẻ hơn anh. Thành ra anh đừng có hù em. Thưa quý vị, nói tới trẻ đó thì tinh bột nghệ đen là một cái thần dược đúng không anh? Mà ít có quý vị nào biết được. Từ xưa tới nay Ngọc giới thiệu nhiều về tinh bột nghệ đỏ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, bởi vì có rất là nhiều khách hàng đặt tinh bột nghệ đen trong thời gian qua, thì em thấy là cái số lượng đặt hàng thưa quý vị nó bị đột biến, nó rất là cao. Thành ra em không hiểu tại sao. Thì em mới tự em và hỏi từng khách hàng, thì đa số các cô chú bác lớn tuổi đều nói rằng là tinh bột nghệ đen đó nó uống rất là hay. Và đặc biệt một cái vấn đề nữa là thấy là ngủ ngon. Mà em giới thiệu thì không nói là ngủ ngon. Thì em mới hỏi tại sao. Thưa quý vị, thì vừa rồi như có liên lạc với một người bác sĩ chuyên về những cái là thuốc mà đông y đó anh. Thì Hiên có nói với em rằng ít có những cái trang mạng nào mà nói tinh bột nghệ đen làm cho ngủ ngon, là bởi vì thật sự là nó thanh lọc cơ thể và máu huyết lưu thông. Thì khi đó đó là oxy trong máu nó nhiều thì mình sẽ ngủ ngon. Đó là một cái chức năng mới mà Ngọc Nhi không biết. Thì thưa quý vị, đó là những chức năng mà những cái trang mạng bình thường, những nhà nghiên cứu bình thường không có phát hiện ra. Thì ngày hôm nay đặc biệt Ngọc Nhi muốn mang đến cho các cô chú bác lớn tuổi một cái liều thuốc dường như là một cái loại là organic, nó làm từ thiên nhiên. Nhưng mà quý vị có thể xài rất là lâu nhưng mà rất là an toàn, và đặc biệt nhất là nó hỗ trợ quý vị rất là nhiều về vấn đề mà bị đau khớp xương của người già. Và tinh bột nghệ đen là 90 đồng. Quý vị có thể dùng được là, nếu một người dùng đó thì Ngọc Nhi nghĩ rằng dùng được là khoảng trên nửa năm trời. Trên nửa năm, một lâu. Bịch 90 đồng, dùng được trên nửa năm. Rẻ hơn mấy mươi lần quý vị mua những cái loại dược thảo mà quý vị không rõ nguồn gốc và không biết rằng cái viên dược thảo đó người ta xuất xứ từ đâu, người ta nhập từ Trung Quốc, những cái tạp chất trong đó quá nhiều, rất là nguy hiểm. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái chất mà nó an toàn, mà đến từ trong cái đất vườn của chúng ta. Và sau đây thì Ngọc Nhi và anh Nam Phong sẽ cùng quý vị đi vào cái tinh bột nghệ đen nó tốt như thế nào và tại sao các cô, chú, bác, anh, chị lớn tuổi cần dùng. Dạ vâng, đầu tiên khi mà nói đến nghệ đó, đây là một cái dược chất mà các nhà khoa học của Tây Y cũng như các bác sĩ Đông Y đều công nhận đây là một cái dược chất rất là tốt, một cái dược thảo có thể sử dụng trong nhiều cái trường hợp, từ vấn đề trị bệnh cho đến những cái vấn đề làm đẹp. Thì chẳng hạn như hồi nhỏ thì Ngọc Nhi có nhớ đó là khi mà chúng ta bị đứt tay đó, rồi nhiều khi cái lúc mà gần lành đó, thì bố mẹ hay nói là con lấy nghệ con sức vô để nó không có còn lưu lại cái vết thẹo nữa. Đúng rồi. Thì cái đó là một cái phương thức dân gian. Ở đây đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh đến cái vấn đề mà bột nghệ này, đó là tinh bột nghệ chứ không phải là bột nghệ thường nha quý vị. Tức là nó đã được tinh chế ra qua nhiều cái giai đoạn để trở thành tinh bột nghệ. Và nếu chúng tôi nhớ không lầm thì
một 30 kg đó thì mới được một ký tinh bột nghệ. Vâng, bột nghệ đó là cứ 2 ký là lấy được 1 ký rưỡi rồi. Nhưng mà tinh bột nghệ phải là 30 kg mà phải là củ nghệ tươi gọt vỏ mới được chiết ra được 1 kg tinh bột nghệ. Và tinh bột nghệ là một cái loại bột mà họ đã lấy đi được cái dầu nghệ và cái nhựa nghệ. Hai cái chất dầu nghệ, nhựa nghệ đó ở trong nghệ nó cực kỳ độc, bởi vì gan chúng ta không lọc nổi. Nếu mà tích tụ lâu ngày nó sẽ hư gan. Còn tinh bột nghệ là đã lọc những cái dầu nghệ, nhựa nghệ rồi, cho nên cái thành phần còn lại là dược chất thần kỳ đó quý vị. Đúng rồi, nó phải qua cái quá trình tinh lọc như vậy đó thì nó mới an toàn thưa quý vị. Chúng tôi đưa ra một cái trường hợp, thí dụ chẳng hạn như phía trước quý vị thấy nó có một cái cây giống như cái cây aloe vera nhỏ, phải không? Dạ vâng. Aloe vera đó nếu mà quý vị xài trực tiếp á, mà không cẩn thận nó rất là nguy hiểm. Bởi vì cái phần ở phía trong của nó đó quý vị có thể sử dụng cho da. Nhưng mà quý vị đừng quên là cái phần ở phía ngoài vỏ đó, nó có cái mủ, nó có cái mủ đó đó. Cái đó nó rất là độc cho da. Cho nên ai mà sơ ý cứ nghĩ ra ngoài hái một cái rồi lấy tha lên mặt là không được. Có nhiều người thì ok, nhưng mà đa số là khoảng 80% là bị độc và nó làm mụn nước lên và rất là ngứa, rất là khó chịu đó anh. Dạ vâng, trở lại với cái vấn đề mà Ngọc Nhi có nhắc lúc nãy đó. Trong cái tinh bột nghệ đen này đó, nó cung cấp cái chất oxy vô trong máu. Cái điều đó nó rất là quan trọng. Bởi vì theo cái thống kê của các bác sĩ và ở trong phòng khoa học đó, nói về cái tình trạng mà bị mất ngủ đó, lý do tại sao? Bởi vì chúng ta thiếu oxy vào buổi tối. Và khi mà chúng ta thiếu oxy vào buổi tối đó, cái não của chúng ta nó không có ngủ. Nó lúc nào nó cũng phải thức để nó hỏi là where's my oxygen? Đúng rồi. Thì lúc đó cái body của chúng ta ngủ, nhưng mà cái não của chúng ta nó lại thức. Cho nên đó là lý do mà nhiều người ngủ cả 8-9 tiếng đồng hồ nguyên một cái buổi tối. Tới sáng thức dậy 9-10 giờ đi làm là vẫn buồn ngủ. Đúng cái rồi. Lý do là lúc đó cái não bắt đầu nó ngủ. Thì lúc đó nó nói now the time I have to go to sleep. Cho nên là lúc đó nó làm cho chúng ta buồn ngủ. Và nếu mà chúng ta thật tình chúng ta có oxygen đầy đủ vào buổi tối đó, chúng ta ngủ một giấc ngủ chúng ta tạm gọi là ngủ sâu đó, thì một buổi tối chúng ta chỉ cần ngủ 5 tiếng đồng hồ là đủ khỏe, đủ cái sức khỏe rồi. Cho nên cái vấn đề oxygen nó rất là quan trọng, nó cung cấp ở trong máu và từ trong máu nó đưa lên trên phổi và từ trong khắp cơ thể nó đưa lên, đặc biệt nó cho cái bộ não của chúng ta. Để bộ não chúng ta có được cung cấp đầy đủ oxygen và nó sẽ ngủ cùng lúc với chúng ta vào buổi tối. Đúng rồi. Thưa quý vị, thực ra đó, tinh bột nghệ đen đó anh, nó còn những tác dụng thần kỳ là bổ phổi. Có nghĩa rằng quý vị nào mà mình hay bị cái tình trạng giống như là mình bị phổi yếu đó anh, đó, hen suyễn, tinh bột nghệ đen rất là tốt cho vấn đề bổ phổi. Và kế đến nữa đó, thưa quý vị, là bị lăng ben nè. Rồi nó về đó là về những cái bệnh trong người. Và cái cực kỳ mạnh của tinh bột nghệ đen đó là đau xương khớp. Quý vị bị đau khớp, những khớp tay, khớp chân quý vị, mà quý vị bị đau mà không có trị được đó, thì thưa quý vị, nó trị rất là hay về vấn đề đau khớp. Rồi cái đến nữa đó là quý vị bị những cái tình trạng giống như là bị tiền ung thư, có nghĩa rằng những cái bướu trong người chúng ta mà nó có thể tạo ra ung thư. Tinh bột nghệ đen đó là cái dược chất của nó mạnh gấp 20 lần những loại tinh bột nghệ đỏ thông thường. Cho nên nó giúp được là nó giải độc được, và nó giúp là làm lành vết thương bên trong. Ở bên trong cơ thể chúng ta thường thường bị ung thư đó là vết thương hở bên trong. Lâu ngày vài tháng mà chúng ta không có biết, nó lầy lội như vậy, nó thành ra cái bướu và thành cái ung thư. Thì tinh bột nghệ đen đó là nó giúp diệt được những cái mầm mống đó, và nó giúp cơ thể quý vị làm lành bên trong. Thường thường chúng ta bị thương bên ngoài, quý vị thấy đó, mình đi bác sĩ mình phát hiện ra nó lầy lội mình trị, còn bên trong là không phát hiện được đâu. Đâu có ai mà đi scan thường đâu, mà scan cũng không thấy nữa. Thì đến khi mà những cái vết thương đó lâu năm thì nó sẽ làm cho quý vị bị cực kỳ ảnh hưởng sức khỏe. Đồng thời đó là nó không có thanh lọc được cơ thể. Thì nếu quý vị nào mà chúng ta đã trên 45 tuổi mà chúng ta cảm thấy là hôi miệng nè, hay là như là khó ngủ nè, hay là dễ bị bầm nè, hay là tóc rụng nè, hay là chóng mặt nè, đó thì đặc biệt tinh bột nghệ đen trị hôi miệng rất là hay. Và viêm nướu đó, nó bị hôi miệng vì viêm nướu anh cũng rất là hay. Thưa quý vị, trên tay Ngọc Nhi có rất là nhiều cái tài liệu và nói về cái thần dược của tinh bột nghệ đen. Trên màn hình là quý vị thấy đó là những cái bịch tinh bột nghệ đen. Có nhiều người thắc mắc là tại sao tinh bột nghệ đen nó nhìn nó cái nó không phải màu đen mà nó màu trắng, thưa quý vị. Thì tinh bột nghệ đen thứ nhất á, là nó trị về là sức khỏe của nó đó, là nó giúp cho chúng ta về đau răng, viêm khớp, suyễn, động kinh, rồi bệnh đau nửa đầu, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn.
rồi bị lăn ben, rồi làm thuốc giảm đau, đặc biệt thuốc giảm đau xương khớp tuyệt vời cho quý vị, rồi đau bụng hành kinh. Còn những người ung thư đó thì nó giúp cái tinh bột nghệ đen, nó giúp cho cái tình trạng tiền ung thư sẽ đỡ rất là nhiều. Cái nữa là anh biết là kiểm soát giảm cân và kiểm soát được cái lượng đường trong máu. Có nghĩa rằng quý vị nào mà mình bị cái lượng đường trong máu hơi cao, tinh bột nghệ đen nó cứu tinh của quý vị, là nó giúp quý vị điều chỉnh được cái lượng đường trong máu quý vị. Như là cái đó gọi là bị máu, bị đường trong máu, tiểu đường phải không anh? Tiểu đường. Thì quý vị dùng mỗi ngày đó, nó control được cái lượng đường trong máu quý vị không có bị tăng cao. Rất là hay đó quý vị. Có một cái bệnh mà chúng tôi thấy đa số đó, có nhiều quý vị bị, đó là cái vấn đề mà bị đầy hơi, ứ hơi trong bụng. Và những cái bệnh mà ở chua, rồi những cái bệnh mà quý vị nhiều khi ăn vào rồi thấy nó muốn ói. Thì những cái vấn đề mà đầy hơi, mà ứ hơi đó đó, thông thường đó thì ở bên Tây Y thì người ta cho uống những cái loại thuốc mà nó cho nó có gas để chúng ta ở lên, để chúng ta bớt đầy hơi. Nhưng mà với cái phương thức mà chúng quý vị sử dụng cái tinh bột nghệ đen này đó, quý vị sẽ tránh được cái trường hợp đó. Không có cái trường hợp đó xảy ra. Bên Tây Y thì nó khác ở bên cái nhìn của Đông Y, ở cái chỗ đó là đau đau chữa đó. Có nghĩa là thí dụ nhức đầu thì họ chỉ cho uống thuốc nhức đầu, chứ không phải giống như bên Đông Y. Bên Đông Y là cái vấn đề cân bằng ở trong cơ thể đó, người ta đặt lên rất là cao. Và tại sao chúng ta lại để cho nó phát bệnh rồi chúng ta mới trị bệnh? Tại sao chúng ta không ngăn ngừa nó trước, đừng để cho nó cái bệnh đó nó xảy ra? Thì đâu có cần phải chữa làm gì. Đúng rồi. Mà khi mà chữa bệnh đó, thì đâu có vui sướng gì phải không? Uống thuốc hay là thậm chí chích thuốc, rồi nó cũng gây ảnh hưởng phụ đến cái cơ thể của chúng ta rất là nhiều. Cho nên thưa quý vị thấy cái hình ảnh mà tinh bột nghệ đen mà ở trên cái bao bì đó, quý vị thấy nó như nó là màu tím, nó giống như cái khoai lang Dương Ngọc vậy, nhưng mà không phải khoai lang Dương Ngọc nhé. Dạ đúng. Đừng có lấy cái tinh lấy cái củ nghệ đen này mà ăn, luộc lên mà ăn. Thì cái đặc biệt đó của cái loại mà tinh bột nghệ đen này đó, quý vị sử dụng nó rất là lâu. Như Ngọc Nhi nói đó, một cái bịch như vậy 1 kg phải không Ngọc Nhi? Dạ 1 kg thưa quý vị. Thì có nghĩa nó là khoảng gần 2.5 pound. Dạ đúng. Và sử dụng được trong vòng cả nửa năm nếu mà một mình quý vị sử dụng. Hơn nửa năm đó quý vị. Thì mỗi một lần quý vị dùng đó, chỉ dùng một cái muỗng nhỏ tí xíu thôi. Nó nhỏ xíu, ở trong chúng tôi sẽ gửi cho quý vị. Cái muỗng này nó nhỏ, nhỏ như muỗng cà phê mình uống bình thường ha. Và đặc biệt đó là tinh bột nghệ đen, nó cũng như múc thử cho quý vị. Nó không phải là cái màu trắng, nó là cái màu ngà. Khi quý vị nhận cái bịch về đó, nó là một cái màu ngà giống như là bột sữa, sữa bột rồi đó. Tại vì tuy rằng cái bịch của nó là màu đen, cái cục đó là màu đen, cái củ nghệ, nhưng mà khi mình đã lấy cái nhựa nghệ rồi, tinh thì cái nhựa nghệ nó đã đi mất cái màu rồi, và cái dầu nghệ đi mất luôn, thì cái phần còn lại lóng xuống đó là cái màu sữa ngà rất là đẹp. Quý vị bỏ vào cái ly ha, quý vị bỏ một cái muỗng vào. Cái nước có cần phải là nước ấm hay là nước thường? Nó là nước lạnh được rồi quý vị, nước lạnh, nước mát, nước ấm. Thứ nhất đó là quý vị uống nó không có nồng. Tuy rằng nó là 20 lần đến 30 lần dược chất so với nghệ đỏ, nhưng mà cái mùi nó rất là thơm, anh ngửi thử cái mùi đi. Và nó đục như sữa nè quý vị. Nó có cái mùi rất là dễ chịu quý vị. Và quý vị quậy một tí thì nó tan hết, nó không còn gì nữa hết. Dạ. Và cái này uống được không? Anh uống thử đi. Ngã ra em đỡ cho không sao. Anh thử này rất là ngon. Anh thử nó nói với khán giả cái mùi như thế nào và cái vị như thế nào. Thấy anh chép thấy ngon quá. Nhìn thấy thèm. Chép thấy thèm, em thấy sao? Thưa quý vị, cái mùi vị nó rất là đặc biệt. Nó ngon và nó... Nếu mà quý vị nào nói là tôi sợ uống thuốc hay là tôi sợ mùi này mùi kia đó, thì quý vị đừng lo. Rồi bây giờ quý vị nhìn nó ha. Bình thường. Vâng, quý vị nhìn Ngọc Nhi quậy lên nó giống như sữa đúng không? Ngọc Nhi để yên ở đây trước mặt quý vị nhé. Thì thưa quý vị, khoảng chừng một tí xíu thôi. Nó lóng xuống rất là trong. Nếu mà nó lóng xuống mà cái màu trắng tươi như là tinh bột mà của bột mì, bột năng đó, là cái loại này mấy anh chị trộn rất là nhiều rồi. Còn khi mà lóng xuống đó, rất là mịn. Và đặc biệt nhất đó là nó lại, cái màu nó ngà ngà. Thì đó là 100% tinh bột nghệ thật. Thì Billmore rất là uy tín hồi xưa tới giờ. Ngọc Nhi là không có lừa đảo khách hàng bằng cái lợi nhuận của mình. Đó, thứ nhất là những người dùng cái tinh bột nghệ này đa số là những người bị bệnh, những người lớn tuổi, già cả, thì không thể nào chúng ta lừa những người đang bị bệnh được hết.
Thì đây là một cái loại mà quý vị thấy đó, mình uống đó, ngoài trừ mình uống được, cực kỳ hay nữa đó là quý vị nào bị lang ben ha, bị lang ben hoặc là quý vị bị nám nặng, bị nám nặng, quý vị chỉ cần bỏ một muỗng tinh bột nghệ vào một cái hũ da ua nhỏ mình mua ngoài thị trường, mà loại da ua không đường đó, quý vị quậy lên, trộn lên, rồi lấy cái cỏ hay lấy cái tay mình đắp lên mặt mình, thoa lên mặt mình để cho nó khô, xong rồi kỳ ra. Thì quý vị làm một tuần một hai lần như vậy, trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng, quý vị thấy được những cái đốm đồi mồi của các bác lớn tuổi đó anh, nó mờ rất là rõ, nó mờ cực kỳ rõ. Có nhiều người, các bác lớn tuổi nói cô bác bị tồi mờ đồi mồi không trị được, quý vị uống tinh bột nghệ đen và thoa tinh bột nghệ đen để mà đắp mặt nạ thì tác dụng gấp đôi và các bác sẽ cảm nhận được nó mờ rõ. Nhưng mà Ngọc Nhi khuyên quý vị đó là nếu quý vị nào bị bao tử nè, bị loét bao tử nè, hay là bị viêm đại tràng, những cái bệnh đó quý vị không có nên dùng. Tại vì nó là một cái loại hoạt huyết cho nên nó sẽ làm quý vị bị chảy máu. Và hay là, nhưng mà hay nhất là trị ra bụng hành kinh. Trước kia mình uống đều mỗi ngày một lần đó, thì đến những cái kinh nguyệt của mình đó, mình không có bị đau bụng. Đó là những cái chức năng hay đó đó quý vị. Dạ vâng, cái vấn đề mà cái chuyện mà mỗi tháng của quý vị phụ nữ đó, cái chuyện mà không đau nhiều thì cũng đau ít thôi. Đau lắm. Có nhiều người đau chịu không nổi luôn, phải uống thuốc, uống Motrim hoặc là uống Advil. Dạ vâng. Cũng có người thì ít đau nhưng mà nó vẫn đau thưa quý vị. Thì bây giờ nếu mà chúng ta uống cái này mà nó không còn đau nữa thì tại sao chúng ta không uống? Dạ. Đau răng cũng rất là hay thưa quý vị, nhưng mà Ngọc Nhi thích nhất đó là quý vị biết là các bác lớn tuổi là bị đau khớp. Đau khớp rất là dữ dội. Vào 2 tháng nữa là chính thức bước vào mùa đông. Thì thời tiết lạnh đó là các khớp của quý vị đó, khớp tay, khớp chân, đầu gối, khuỷu chân rất là đau. Tinh bột nghệ đỏ anh biết là công ty mình cung cấp một tháng nó mấy trăm kilo, không đủ để mà cung cấp, không làm ra nổi đủ để cung cấp. Có nhiều khách đặt hàng phải chờ 2-3 tuần sau là mới có được, tại vì Ngọc Nhi làm rất là kỹ, Ngọc Nhi lọc từng tí, không muốn để khách hàng thất vọng về Ngọc Nhi. Nhưng tinh bột nghệ đen nó lại càng hiếm hơn, có năm có năm không, Ngọc Nhi hiện giờ chỉ còn có mấy chục bịch thôi. Thì quý vị nào thực sự mà mình bị đau khớp rất là nặng rồi, hay là quý vị bị bệnh gao đó anh, bệnh gao mà nó hành sưng cái chân đỏ lên rồi nhức chịu không nổi đó, thì vì uống mỗi ngày thì quý vị sẽ giới hạn được rất là nhiều, giúp rất là mạnh vào vấn đề gao. Bởi vì trong cái nghệ đó là nó inflammation, là một cái chất mà giảm đau, giảm sưng, thì mình uống thường xuyên đó nó làm lành cái vết thương từ bên trong, cho nên nó giảm đau và giảm sưng. Vì vậy khi quý vị tới những cái chu kỳ mà bị gao đó, nó đỡ rất là nhiều quý vị, nó đỡ giảm đau hay lắm, mà nhất là bị bệnh xương khớp đó quý vị. Cực vâng, kỳ thưa hay. Quý vị, chúng tôi mời quý vị gọi ngay vào cho công ty mỹ phẩm Forever Vimore và số điện thoại là 1-888-933-7624 như quý vị đang thấy trên màn ảnh. Trở lại với cái phương thức sử dụng mà cái tinh bột nghệ đen này, ngoài cái vấn đề mà bỏ vào nước quậy để chúng ta uống đó, thì nó còn cái phương thức nào không? Chúng ta có thể sử dụng với những cái loại nước chuốt hay là với da ua hay là với cái gì khác nữa không? Em đó thì em uống với em trộn với da ua em ăn nè, hay là trộn với ốc miêu các bác lớn tuổi ăn nè, rắc lên xà lách ăn nè. Bởi vì nó không còn cái mùi nghệ, nó chỉ còn có 1% cái mùi nghệ thôi, nó thoang thoảng cái mùi rất là dễ chịu và nó không có đắng, nó không có nhẫn, cho nên rất là dễ. Và các bác lớn tuổi mình có thể là nhớ là quý vị không gọi bằng nước sôi, bằng nước mát hoặc nước ấm thôi nha, để tí mật ong vô uống cho nó ngon. Còn không thôi thì mình uống không. Anh muốn nếm thử phải không? Thử đi. Thưa quý vị, nó không có mùi, gần như là không có mùi gì cả. Nó giống như là một cái bột thông thường và nó rất là mịn. Đó là lý do mà nó hòa tan ở trong nước rất là dễ. Dạ vâng. Cũng như nếu quý vị bỏ vào trong da ua thì ốc miêu, hoặc là ốc miêu, hoặc là những cái loại sữa quý vị uống, hoặc là các loại nước trái cây quý vị quậy lên, nó cũng giống như trong cái nước này. Và rất là dễ dùng, nó không có mùi vị nghệ gì hết, nó rất là bình thường, giống như một cái loại. Mà đặc biệt đó quý vị, là quý vị có thể nhớ là mỗi ngày chỉ một lần thôi. Mà Ngọc Nhi thích nhất, mà tốt nhất bác sĩ khuyên đó là quý vị uống vào sáng sớm trước khi ăn sáng. Uống xong rồi 50 phút sau ăn sáng thì nó thông, nó clean được từng cái đường từ cái họng miệng quý vị, từng cú họng quý vị đó đi xuống thẳng tới đường ruột luôn, là nó thanh lọc tất cả và nó làm trị viêm nhiễm tất cả và nó hòa vào cái máu nó dễ hơn. Cho nên quý vị uống vậy kết quả cao nhất, hoặc là quý vị uống một tiếng trước khi đi ngủ
trước khi đi ngủ rất là tốt. Thì đây là những cái loại bột nghi mông rằng là chỉ với có 90 đồng thôi, còn không bị tốn tới mấy trăm đồng bạc mà không biết là cái gì. Dạ vâng, một lần nữa mời quý vị gọi ngay vào công ty mỹ phẩm Forever Mưa Mo. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ gọi ngay vào công ty, và một lần nữa cũng gửi lời chúc đến tất cả quý vị sẽ có một tuần lễ với thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Chào Ngọc Nhi, và mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Thưa quý vị hãy gọi ngay bây giờ. Chúng tôi còn rất là ít hàng thần dược để bảo vệ sức khỏe quý vị là tinh bột nghệ đen. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu vào lúc 3:30 giờ Cali. Cảm ơn quý vị và kính chào quý vị. Vì sao tuổi thọ của người dân ở đảo Okinawa lại cao nhất nhì thế giới? Rất đơn giản, bí mật ở đây chính là Fucoidin. Công ty Forever Billmore này mang đến cho quý vị giải pháp của sự trường thọ qua sản phẩm Amino Fucoidin Drink với 3 thành phần chính gồm nấm linh chi, nấm Agrius và nhất là Fucoidin. Amino Fucoidin Drink là một tấm khiên vững chắc bảo vệ quý vị khỏi các chứng bệnh ung thư, qua đó kéo dài tuổi thọ. Hãy gọi Forever Billmore 1-888-933-7624. Sản phẩm Glamour's Caviar Collagen Beauty Drink của công ty Forever Billmore là một sự tổng hợp các công dụng làm đẹp, bồi bổ sức khỏe và giảm bệnh tật. Thành phần chiết xuất từ nhau thai trứng cá hồi và collagen sẽ giúp tái tạo tế bào gốc và chống lão hóa cho da. Trong khi đó, COQ10, tinh chất sụn cá mập và elastin từ động mạch chủ cá ngừ sẽ giúp quý vị có một giấc ngủ thêm, giảm stress, bồi bổ tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Hãy gọi Forever Billmore 1-888-933-7624. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, Yellow Collagen Beauty Drink là sản phẩm có chứa hàm lượng collagen cao nhất trên thị trường. 20.886mg collagen kết hợp với các vitamins và các thành phần như COQ10, Hyaluronic Acid và sụn cá mập cung cấp cho da độ ẩm tự nhiên, đặc trị đau nhức bằng cách tái tạo lại chất nhờn cho các khớp xương, giúp quý vị trẻ lại hàng chục tuổi trong một thời gian ngắn. Hãy gọi Forever Billmore 1-888-933-7624. Retinogummy của công ty Forever Billmore là một loại viên nhai được nghiên cứu và bào chế với đầy đủ các loại vitamin. Vitamin A là một chất sau khi bào chế sẽ thành retinol, giúp giảm các đốm đồi mồi tàn nhang trên da. Vitamin C và zinc là những hợp chất làm trắng sáng da, hỗ trợ sự tái tạo collagen, sửa chữa DNA, giúp da trẻ hóa. Vitamin B12 có tác dụng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa sự rụng tóc. Retinogummy sẽ cho chị em một làn da sáng hồng mịn đẹp, một mái tóc mượt mà như mơ ước. Mời chi tiết xin gọi 1-888-933-7624. Công ty Forever Billmore xin giới thiệu viên nhai Turmeric Curcumin Gummies với tinh chất nghệ gừng kết hợp tinh chất nhân hà thiếu đen. Đây là sự kết hợp tuyệt vời và độc đáo trong tinh hoa bài thuốc dân gian, giúp sự hấp thu curcumin lên đến 2000%. Turmeric Curcumin Gummies giúp giảm các cơn đau do gao gây ra, giảm đau khớp, điều trị các bệnh về tiêu hóa, lọc gan, lọc thận. Đặc biệt, Turmeric Curcumin Gummy giúp làn da sáng đẹp lên nhanh chóng và hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả. Mọi chi tiết xin gọi 1-888-933-7624. Một trong những yếu tố cần thiết cho một làn da khỏe đẹp chính là làm sạch da. Xin giới thiệu sữa rửa mặt cân bằng lượng dầu và dưỡng ẩm cho da của công ty Forever Billmore Balancing Oil Cleanser với sự kết hợp từ chiết xuất tinh dầu hồng hoa, tinh dầu hoa hướng dương và dầu olive sẽ cung cấp những vitamin vô cùng cần thiết cho một làn da sạch đẹp như omega 6, vitamin A, vitamin E, tăng độ đàn hồi cho da, cân bằng lượng dầu, làm dịu da và dưỡng ẩm cho da, giúp da không chỉ khỏe mạnh mà còn sáng mịn như mơ ước. Mời chi tiết xin gọi 1-888-933-7624.